nếu các bạn muốn mua Game Pass và Robux giá rẻ, mọi Game Pass đều có trong nhậtnhơi.com, kể cả có cày thuê Anime Fighter Simulator cực kỳ chiến anh em à. Và nếu anh em muốn thắc mắc gì hãy nhấn ở đây và bắt đầu chat với Nhật Ngày Hay nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video nào. Let's go. Ok, và hello, xin chào tất cả các anh em đến kênh của mình Dân Cày TV và anh em sẽ chơi tựa game Anime Fighter Simulator. Thì hôm nay chúng ta có rất nhiều thứ cộng event anh em ạ. Thì do tại sao chúng ta không có hết 5 event? Tại vì do anh em cả thôi. Tại vì sao? Tại vì hôm bữa anh em có nói chúng ta một chọn ít 5, hai chọn ít 3, cũng như là không có time. Thì anh em đều chọn được một ít 3 hết. Thì cũng phải chịu thôi, ít 3 này cũng được, cũng ngon. Và chúng ta có ít drop, ít accept, ít dam, ít yên và ít lực, cũng khá là tuyệt vời anh em ạ. Tuyệt vời ở chỗ chúng ta không cần phải xả trứng. Ê, chúng ta vừa có thể xả trứng, vừa có thể gọi là đi farm, vừa có thể đi những cái gọi là boost, những cái này nè, những cái multi open. Thì có vài bạn nói là multi open chúng ta có thể dễ dàng xài hết khoảng 1W 100W đúng không? Ok, mình cho bạn đó thì đúng đi. Nhưng mà các bạn không có Game Pass thì sao? Xài hết được không? Tất nhiên là không rồi, 100W sao mà xài hết được. Đấy, thì các bạn có Game Pass á thì 10T một lần đúng không? Mình quay thử nha, 10T một lần. Và một lần tiếp theo chỉ tốn 1 phút đi, ấy cho là 40 giây đi. Thì 40 giây các bạn tốn 1T đúng không? Thì các bạn dừng chạy, các bạn tốn từ 1 phút rưỡi lần là tầm 2 phút là muốn tốn 10T. Chưa chắc tốn 10T nữa. Các bạn chỉ có khoảng 400 TV thôi. Đấy. Thì cho các bạn là 1 phút tốn 10T ha. Mình full xe hết cái nào. Rồi. Ok hết rồi đó. Bây giờ 1 phút và tốn 10T thì cứ 60 phút là các bạn tốn nhiều ta? Tốn 600T. Thấy không? 600T thì 10 tiếng các bạn tốn 6W. Thì đúng 10 tiếng tốn 6W, 20 tiếng các bạn tốn khoảng 12W. Đúng không ta? Không nhắm là vậy, 12W. Thì tối đa 24 tiếng các bạn sẽ tốn khoảng đâu đó tầm 100W là cùng, 100W là cùng. Thì đâu thì hôm trước thì mình có một bạn ý kiến là 100W thì xả cho một ngày, đúng là chính xác. Nhưng mà khi đó các bạn đó có full Game Pass, còn các bạn không có full Game Pass ấy, thì các bạn 100W một ngày là bất khả thi. Mình khẳng định các bạn luôn, nếu các bạn không có Game Pass half cooldown nè, cái này half cooldown bên và tất cả inventory, cho các bạn có lúc, cho các bạn có VIP, cho các bạn có tất cả luôn, ngoại trừ cái backpack và cái half cooldown, thì các bạn có thể quay được cho mình hết 100W một ngày thì quá đỉnh. Vậy không còn gì đỉnh bằng khi các bạn có thể quay 100W một ngày cả. Tại vì 100W một ngày các bạn có thể kiếm được rất là nhiều secret, cũng như là shiny secret luôn ấy, không còn chần chừ luôn. Rồi thì event này chúng ta cũng sử dụng rất nhiều chức năng, ví dụ như anh em kỹ sót nè. Thì hôm bữa mình có đi một vài trái hồ, bạn kia cũng có đi một vài trái hồ kiếm 10 cá sát. Thì update tiếp theo chúng ta có cho admin luôn, admin đã công bố tới update 40 luôn anh em ạ. Rồi thì tới đó mình sẽ nói sau, bây giờ đến tiếp theo đây. Rồi thì 10 cá sát này chúng ta có thể sử dụng được rất nhiều thứ luôn, ví dụ như là đợi update tiếp theo ra cái item mới anh em. Đấy, thì item hồi lúc trước mình có nói trong cái video mà nhầm trong cái video cũ ấy, thì item đó là item boop time. Đấy, thì không biết là anh ra hay không, nhưng mà admin có showcase về một cái goblock game và lúc đó là admin đang build. Thì anh bạn nào đã xem admin build rồi thì hãy review cho mình để mình làm tư liệu về video. Còn nếu không thì thôi, cho mình biết được giờ mình sáng đi học tối đi về làm gì chú ý được cái stream của admin đâu. Admin thường stream mấy giờ ta, mình xem kỹ cái. Admin thường stream là 9:53 ngày hôm qua và tuần trước hình như là khoảng hình như là giờ không xác định, đúng rồi, là các bạn phải xem Discord của admin mới ngày luôn ấy mới nhận ra admin stream lúc nào luôn á. Thôi thì mình gạt bỏ những ai tầm đó đi, giờ các bạn dư cày, các bạn hãy cố gắng đi theo cho mình, đi theo để mở map. Anh em đừng quan tâm tới cái map mà anh em đã mở lên, đừng quay trứng. Ví dụ mà anh em dư thừa, ví dụ đi, bây giờ mình ăn map 29, thì map 29 này mình không nhớ số tiền là bao nhiêu, thì mình cho là 10E nha. Thì 10E
mà hiện tại trong người anh em có 5E thì anh em sẽ không bao giờ nên quay chính. Anh em đi trial và anh em phải tính kỹ cái trial sẽ cho anh em được 5E để anh em mở map tiếp theo. Và khi anh em mở map tiếp theo, cái map này là 50E, nó cực kỳ khó đúng không? Khó thì đi quay chứng, upgrade những con cũ lên và anh em đi tiếp tục ở map tiếp theo 100E mà anh em thấy dư sức lấy được, khỏi cần quay chứng, đi thẳng qua 100E. Tiếp theo là gì ta, còn không? Tiếp theo là hết, đó là win game. Đó là lý thuyết thôi, còn thực hành các bạn sao thì mình không biết. Mình chỉ nói cho các bạn là các bạn hãy đừng nâng cấp vội, các bạn hãy lên map cuối và hãy nâng cấp. Các bạn chỉ cần đi qua map nhanh nhất có thể là được. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về GFS 31 của admin. Thì mình không biết là cái 31 admin mình đã đo lý thuyết cho Discord của admin trước. Là admin nói là x35 cho tuần này, đây cho anh em xem. X1 là cuối tuần á, mình không biết là x3 tuần này hay là tuần sau. Và theo phân tích của mình là tuần sau cái anh em sẽ được vote event. Nhưng mà vote event ở trỏng sẽ không bao giờ có búp đam. Tại búp đam admin đã cho anh em x3 for the weekend là tuần cuối tuần sau. Đấy. Hoặc là admin có thể đổi trong stream. Mình không bao giờ, và mình chưa có coi stream của admin, nên mình không biết là trong tuần sau hoặc là trong giữa tuần này liệu có cho x3 đam hay không. Đó mình không biết, không biết anh Vinh có quay xe giống như là cái vụ mà đâm dịnh hay không. Tại đâm dịnh anh Vinh vừa quay xe xong là cái đâm dịnh nó hết nổi anh em, nó hết được ưu ái rồi. Bây giờ người ta đi trial để chiêu tham chamber mà, chứ không có vụ mà đi đâm dịnh nhiều nữa. Gọi là vẫn còn nhiều nhưng mà không còn nhiều như trước nha. Rồi thì chúng ta chỉ cần trông chờ vào admin thôi. Và chúng ta sẽ lên Twitter của admin. Thì Twitter này admin, anh em để ý có một dòng chữ là check out for update 31 develop, là một cái người chỉnh sửa server đang sửa lại update 31, là chúng ta chuẩn bị có snapback 31 nha. Rồi tiếp theo là chúng ta có một phần nữa là defend mod build check 2.5 ngày in update 40. Thì có nghĩa là sao, là cái defend mod đó, hiện tại anh em đi được mắc cuối là hình như là tốt 1 tiếng đồng hồ đúng không, 1 tiếng đồng hồ. Thì admin đoán rằng update 40 là cái defend mod này nó sẽ tốn 2 ngày hả ta, 2.5 ngày đúng không, để mình xem lại cái defend mod will check 2.5 đây, đúng rồi, là sẽ tốn khoảng 2.5 ngày để đánh đó anh em ạ. Vậy thì cho đến 40 vậy hả? Không, admin sẽ không làm vậy đâu, admin chỉ cho anh em thôi. Thực ra cái defend mod này á, mình có dư không? Mình dư đúng không? Mình xin đi một cái nha. Rồi vô, sẵn sàng vô đúng không? Rồi anh em đợi khoảng 1 phút nha. Rồi, đây anh em, đây là trong defend mod. Thì admin nói update 40 chúng ta sẽ tốn khoảng mất 2 ngày để đi defend mod. Thực ra admin có một giải pháp cũng rất là quan trọng cho defend mod là luôn, đó chính là skip. Thì skip là sao? Skip thay vì bây giờ nó cứ ra chậm gì hoài, thì anh em sẽ tua lại x2, x3, x4 là nhân 4-5 lần á, để cho chạy nhanh hơn. Nói chung là nhận ra những con boss nhanh hơn. Là cái chế độ đó, chế độ boss anh em à, là những con quái này á, nó sẽ gộp lại một con luôn. Ví dụ anh Minh cho 100 con 24.1 e này, anh Minh sẽ gộp được một con, là thành nhiêu ta? 24.4 e, gộp lại con là thành khó tính quá ta. 10 là bằng 2Z thì gặp 100 con luôn là 2Z đúng không? Rồi 21 nhân 10 là 20Z đúng rồi. Gặp lại một con là 20Z là quýnh trong vòng đó 5 quay. Nó là vậy hợp lý, nhưng mà không biết admin sẽ làm như nào. Tại vì 20Z đó quýnh từ đây mà nó chạy qua đây chứ, thì mình khuyên anh em là impossible, coi là không thể luôn á. 20Z mà dù 4 con 20Z vậy đó, đi một vòng vậy đó, có vừa chạy nhanh thêm nữa thì thôi thua luôn anh em à. Mình không đi nha, tại vì mình quýnh thử cũng được, ta phải 4 là quýnh thử con này được 29 37T. Được càng rót nhiều là càng ra nhiều nha, chứ không có vụ mà hạn chế. Thì Dungeon admin vẫn chưa tiết lộ gì về Dungeon, admin chỉ bảo là update 40 vậy thôi, và cũng như là thêm một cái check out update 31 development. Thì số team hiện tại khá là ít bạn để xem stream. Thì do đó thì mình phán đoán rằng cái phần Discord nãy cho mình cho anh em coi á, là sẽ không có trong giữa tuần này hoặc là tuần sau luôn, hoặc là có thể cho anh em
rót thêm cái đam nữa, thay vì miễn phí cái đam đó cho anh em tuần sau. Đấy là tôi nghĩ là cái ít ba đam ở đây không đủ điều kiện ấy, không đủ điều kiện stream gỏng. Vậy thì nói vậy thôi, bây giờ anh em hãy kén cày đi, cày vô chiêu cày event mặt đời, event ổng cho sao còn làm vậy chứ giờ không cãi ổng được. Đấy, event mod tốn 2.5 ngày thì cũng chấp nhận luôn, tại vì event mod ông không biết làm tối ưu thì cũng vậy thôi đúng không, mà chắc chắn trước đó admin đã chuẩn bị phương án dự phòng rồi nên anh em không cần lo nha. Rồi thì giờ là kết thúc video rồi, anh em hãy cố gắng cày cho event này, nó cực kỳ ngon luôn anh em ạ, nó không thể nào mà không ngon được nha. Rồi bye bye, chúc anh em công nghệ vui vẻ, và nếu như anh em thích video này hãy comment bên dưới và like video, share video nhiệt tình vào, và cũng như là đăng ký kênh giúp mình nha. Và nếu như anh em thích mình làm tựa game gì á, hãy comment bên dưới luôn để mình làm tựa game đó nha. Bây giờ thì bye bye, chúc anh em có ngày vui vẻ nha.